Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới 24 giờ. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay diễn ra những sự kiện gì? Tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước thế nào? Hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Việt Nam lại gây chấn động thế giới khi mà khai hỏa loại pháo độc nhất vô nhị khiến cho Trung Quốc phải ngỡ ngàng. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân yêu của kênh Tin Tức Mới. Các bạn thân mến, trong các loại vũ khí hiện đại phục vụ cho các xung đột hoặc là khi chiến tranh xảy ra, chúng ta có thể kể ra rất nhiều loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, dù có áp dụng lối đánh nào, pháo tự hành với sự cơ động và dễ phổ biến cách sử dụng đã và đang là một dòng vũ khí không thể thiếu. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với kênh Tin Tức Mới tìm hiểu xem pháo tự hành là gì và tại sao Việt Nam có thể chế tạo ra một loại pháo tự hành mới khiến cho cả thế giới phải nể phục đến như vậy. Pháo tự hành là một giải pháp hiệu quả mang lại sự cơ động cho pháo binh. Khái niệm này còn bao hàm cả các loại lựu pháo và pháo phản lực. Pháo tự hành có tính cơ động cao nhờ vào việc sử dụng hệ thống khung gầm bánh xích và khung gầm bánh lốp. Loại pháo này được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực tầm xa trên chiến trường. So với nhiều loại vũ khí khác, pháo tự hành có rất nhiều ưu điểm mà từ trước đến nay, quân đội nhiều nước luôn muốn sở hữu chúng trong quân đội của mình. Thứ nhất là bởi pháo tự hành có độ linh hoạt cao, đạt được tầm bắn xa, thay vào đó là hỏa lực rất mạnh. Thứ hai, pháo tự hành có thể được lắp đặt dễ dàng, ít tốn chi phí và đặc biệt là có độ sát thương cao. Chính những tính năng này đã làm cho pháo tự hành trở thành một trong những loại vũ khí mà bất cứ quân đội nào thời hiện đại cũng muốn được sở hữu. Nắm bắt được sự cơ động và hiệu quả cao của pháo tự hành, Việt Nam với đội ngũ nhà máy Z751 đã nghiên cứu và chế tạo một loại pháo mới mang tên PTH-85D44VN18. PTH-85D44VN18 là tên của một trong những khẩu pháo tự hành mới nhất cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển thành công. Trên cơ sở kết hợp ưu điểm của hai dòng vũ khí từ Liên Xô gộp chung vào một. Và đây là một ví dụ về sự kết hợp tuyệt vời, việc sử dụng hợp lý các loại vũ khí có sẵn trong kho vũ khí của quân đội Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp một tổ đội pháo mặt đất ở trên xe cơ động được nhiều nước có nền công nghiệp quốc phòng đầu tư nghiên cứu từ lâu. Đây được xem như là một xu hướng tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh pháo binh của các nước chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí công nghệ cao. Thế nên có thể nói rằng pháo tự hành là một phần xu hướng toàn cầu. Gần đây thì nhiều quốc gia đang rất chú trọng việc phát triển những hệ thống pháo tự hành bánh lốp và Việt Nam ta cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó. Không những vậy thì Việt Nam ta còn tối ưu hơn khi mà sử dụng các mẫu thiết bị và vũ khí đã có sẵn nhằm tiết kiệm được nguồn chi phí mà vẫn cho hiệu quả tối ưu. Mới đây thì trên báo Quân đội Nhân dân đã đăng tải một phóng sự, trong đó có sự xuất hiện công khai lần đầu của tổ hợp pháo tự hành bánh lốp có tên gọi là PTH-85VN18, được nhà máy Z751 nghiên cứu tích hợp. Tổ hợp pháo tự hành PTH-85VN18 hay là pháo tự hành 85mm Việt Nam năm 2018 là tên gọi chính thức của loại pháo tự hành bánh lốp mới này. Hệ thống sử dụng khung gầm xe tải Việt Dã Gepard 4320666 và tích hợp một pháo chống tăng D44 cỡ nòng là 85mm. Có thể thấy thùng hàng của Gepard 375D đã được thay thế bằng sàn công tắc lắp bệ pháo D44 80mm cùng với một cabin nhỏ phía trước có thể là nơi chứa đạn dược. Tổ hợp này có trọng lượng là 14.150kg. Với khả năng vượt dốc đứng khoảng 50 độ có thể lội nước sâu là 0,7m. Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu là 5 phút, đồng thời tổ hợp này còn được sử dụng như một hệ thống thủy lực với hai chân chống, điều này giúp cho pháo ổn định rất tốt khi bắn. Pháo D44 85mm là vũ khí chính của tổ hợp, hiện đang có trong biên chế pháo binh quân đội ta. Chúng vốn là pháo dã chiến cấp sư đoàn, được nước bạn Liên Xô sản xuất vào thập niên 40 của thế kỷ trước và hiện vẫn có một số quân đội sử dụng cho đến ngày nay. Loại pháo này cũng đã lập rất nhiều chiến công hiển hách trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với thành tích bắn cháy nhiều tàu chiến của địch thì 1,72 tấn chính là trọng lượng của pháo D44. Kiếp chiến đấu 6 đến 8 người với tốc độ bắn cực cao có thể đạt là 20 phát trong một vòng 1 phút.
tầm bắn tối đa hơn 15.000m và tầm bắn thấp nhất là hơn 1.000m. Việc sử dụng đạn pháo nổ loại BK-2M trong tầm bắn là 1.500km sẽ giúp cho loại pháo này vẫn có thể xuyên phá 300mm thép siêu tốc, đầu nòng của pháo đạt 1.030m/giây. Trước đó thì Việt Nam cũng đã từng thích hợp thành công loại pháo D44 85mm lên xe thiết giáp bánh xích M548 chiến lợi phẩm của Mỹ. Pháo D44 được sử dụng để tiêu diệt tất cả các mục tiêu từ xe bọc thép, công sự, bộ binh cho đến phòng thủ bờ biển với tầm bắn tối đa hơn 15km. D44 dù được đánh giá là có uy lực và sức công phá lớn nhưng khả năng cơ động lại kém, dễ bị vô hiệu hóa trong môi trường chiến tranh hiện đại. Việc tự hành pháo D44 lên xe tải giúp tính cơ động được đảm bảo ngụy trang, rút ngắn thời gian triển khai và thu hồi pháo, làm tăng khả năng sống sót của trang bị. Đồng thời còn duy trì và nâng cao tính năng kỹ chiến thuật cùng với hiệu suất chiến đấu so với các loại chiếc xe kéo nguyên thủy. Tích hợp pháo D44 từ xe bánh xích sang xe bánh lốp nhằm nâng cao hơn nữa tính cơ động và khả năng diệt việt dã, dễ triển khai, dễ bảo trì, bảo dưỡng của tổ hợp. Rõ ràng thời gian gần đây, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu tích hợp các loại pháo mặt đất lên xe tải nhằm nâng cao tính cơ động và hiệu quả của chúng. Đây là một điều vô cùng đáng mừng, một bước tiến đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn của chuyên gia Nga về các hệ thống pháo binh lưu ý rằng, cỡ nòng 85mm chiếm vị trí vàng giữa các khẩu pháo tự động như là 30-57mm và 100mm trên một vài phương tiện chiến đấu, chẳng hạn như là BNP-3 của Nga. Câu hỏi được đặt ra là, liệu pháo binh Việt Nam sẽ sử dụng loại đạn nào là chủ yếu cho pháo tự hành PTH-85VN-18? Liệu rằng pháo tự hành mới có thể được trang bị một hệ thống ngắm và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại nhất hay không? Pháo D-44 có tốc độ bắn khá là tốt, đạt 15 phát trên 1 phút. Thế nên các chuyên gia cũng đã phát triển nhiều loại đạn cho nó như là đạn phá mảnh, đạn xuyên giáp, đạn dưới cỡ nòng và đạn tự hành. Cũng theo chuyên gia này, hiệu quả của việc sử dụng pháo tự hành Việt Nam chống lại các thiết bị quân sự hiện đại phụ thuộc lớn vào các loại đạn và trình độ của bộ đội pháo binh. Để có thể chống lại các loại xe tăng chủ lực được trang bị phản giáp ứng nổ, khẩu pháo này phải bắn thẳng vào sườn xe, bằng cách này thì mới có thể tiêu diệt được những chiếc xe tăng. Ngoài ra thì chuyên gia của Nga cũng lưu ý thêm rằng, mặt khác pháo tự hành của Việt Nam sẽ hoạt động rất hiệu quả trong việc chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, xe chở quân bọc thép và xe chiến đấu bộ binh. Súng cối cùng với nhiều hệ thống pháo bắn loạt tên lửa dẫn đường chống tăng, hệ thống phòng không. Đối với Việt Nam thì một quốc gia biển, nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo phòng thủ bờ biển cùng với các vùng biển lân cận. Chuyên gia Nga đánh giá, cơ cấu pháo tự hành bao gồm một khẩu pháo D-44 đặt chân khung gầm xe tải sẽ hữu ích để giải quyết nhiệm vụ này. Hiện nay thì có rất nhiều hệ thống pháo binh phòng thủ bờ biển trên khung gầm xe, ví dụ như là tổ hợp pháo bờ biển di động 130mm của Nga. Thế nhưng nếu như có kính ngắm hiện đại thì ngay cả khẩu pháo 80mm cũng có thể chống lại các tàu bọc thép, tàu đổ bộ của đối phương. Thêm nữa thì chống lại con tàu ở cách xa bờ biển, tầm bắn tối đa của D-44 lên tới 15km. Ngoài ra thì pháo tự hành còn có thể sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép đang lên bờ, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và chống lại lính đổ bộ từ phía đối phương. Tính đến tất cả những điều chia sẻ trên thì chuyên gia Nga đã đưa ra kết luận pháo tự hành PTH-85VN-18 là hệ thống vũ khí sẽ cực kỳ hiệu quả trong hành động quân sự và thật ngạc nhiên khi Việt Nam chế tạo thành công loại pháo này. Đây sẽ là một loại vũ khí nguy hiểm trên chiến trường, sẽ khiến cho đối phương gặp nhiều tổn thất. Trong khi Việt Nam nghiên cứu chế tạo thành công PTH-85VN-18, thì Trung Quốc, đối thủ nguy hiểm của Việt Nam vẫn chỉ loanh quanh với thành công của pháo tự hành SH-3. Đáng kể thì pháo tự hành SH-3 thành công nhất của Trung Quốc cũng chỉ là hàng nhái và có khi rất nhiều chi tiết được sao chép từ khẩu pháo D-30 của anh bạn Liên Xô trước đây. Đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Từ cuối những năm 2000 thì pháo tự hành SH-3 đã được sản xuất hàng loạt. Chúng kế thừa những gì tinh túy nhất từ phiên bản trước đó của Trung Quốc. Mẫu TP-89 cỡ nòng 122mm, pháo có trọng lượng là 24,5 tấn, dài 6,6m, rộng 3,23m và cao 2,5m. Khẩu lựu pháo này sử dụng cỡ nòng là 122mm và được trang bị một khẩu súng máy là 12,7 ly trên nóc xe. Thực chất thì khẩu pháo lựu WZ-322 có rất nhiều chi tiết được sao chép lại từ
cậu pháo D-30 của Liên Xô trước đây, đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Nòng pháo của nó có khả năng bắn với tốc độ tối đa khoảng 6-8 viên mỗi phút. Tầm bắn tối đa của khẩu pháo cỡ nòng là 122mm, đạt khoảng 27km và có thể lên tới 35km nếu như sử dụng đạn tăng tầm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Tin Mới 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.